một thông tin đáng phấn khởi dành cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh, tâm dịch của cả nước hiện nay, đó là ngày 3 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn về chủ trương hỗ trợ và giãn thời gian thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho học sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trừ các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tạm thời chưa thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho đến khi có hướng dẫn mới. Dẫn động các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài giảm học phí cho trẻ mầm non và học sinh.